Chào mừng tất cả mọi người đón xem buổi giao lưu giữa hai câu lạc bộ VT6 và câu lạc bộ Ahi, một trong hai câu lạc bộ mạnh hàng đầu miền Bắc. Tính tại thời điểm bây giờ, trận đấu đầu tiên cho buổi giao lưu ngày hôm nay giữa đôi Trung Tô Mi đứng cùng tuyển, bên kia đội khách câu lạc bộ Ahi ra quân với đôi Huy Phở và Chính Ngựa. Xin hỏi mọi người xem hình ảnh âm thanh đã được rõ nét chưa nhỉ? Có mượt giật lag gì không? Buổi giao lưu ngày hôm nay thì câu lạc bộ Ahi đã xuống câu lạc bộ VT6 với đầy đủ những gương mặt có trình độ hàng đầu câu lạc bộ đầy đủ hết, như Hiếu Châu Đất, Toàn Từ Liêm, Ba Dứa, Việt Sport, Viên Gia Sầu, Chính Ngựa, Huy Phở. Ok, cảm ơn mọi người đã comment phản ứng. Chúng ta có thể quan sát là bên góc phải nơi dưới ghế trọng tài là thành viên của hai câu lạc bộ đang ngồi xem cho những trận đấu tiếp theo. Rất hay, đều là pha sửa mát không tốt của Trung Tô Mi. Rất nặng. Game cho đội tuyển chung. Hôm nay rất có thể sẽ diễn ra trận đấu đỉnh cao của hai câu lạc bộ gồm Toàn Từ Liêm gặp đôi Võ Đang cùng Vũ Trụ. Mấy giờ chú? Cập nhật tỷ số 1 đi. Quay trở lại trận đấu giai đoạn thứ 3. Đôi cầm đá bóng là đôi câu lạc bộ khách, câu lạc bộ Ahi là Chính Ngựa, Huy Phở. Rồi là pha bắt lưới bóng đi ra ngoài của Chính Ngựa. Rồi xin chào Lã Quốc Huy với nickname là Huy Kinh Công. Chào tất cả mọi người đang đón xem buổi giao lưu ngày hôm nay tại cụm sân mái che Võ Thị Sáu. Vũ Huy là một thành viên
chủ chốt của câu lạc bộ Ahi. Tuy nhiên là đợt này thì Huy lại đang công tác ở Hà Nam nên không thể đến giao lưu cùng các thành viên câu lạc bộ. Đây là game break cho đội chủ nhà tuyển chung vươn lên dẫn 2-1. Rất tốt của tuyển, bóng vẫn còn trong cuộc. Cú sửa mắt thứ hai, đây là cú sửa mắt thứ ba của tuyển. Phòng thủ không tốt đến từ chính ngựa. Ok Huy, nay câu lạc bộ Ahi thì đến gần như đông đủ. Rất tốt, rồi pha đoa dọc dây ăn điểm cho Huy Phở. Vừa rồi thì tưởng câu lạc bộ Ahi là thiếu Toàn Từ Liêm, tuy nhiên là Toàn lại đến muộn chút xíu và đã có mặt. Cú sơ mát rất ẩu của tuyển, bóng đi ra ngoài rồi. Bên góc trọng tài trang phục quần đen áo đen là Việt Sport. Tiếp tục là lỗi chân lưới của tuyển. Sau trận này thì rất có thể là trận của Việt Sport đứng cùng ba dứa. Tiếp Việt Sport ba dứa thì khả năng là có Diệu Vang và anh Võ Đăng. Rồi vừa xong thì tuyển đã sửa sai bằng cú smart ăn điểm. Ở sân bên cạnh thì anh Ngọc, chủ tịch câu lạc bộ Ahi đang đứng cùng Hiếu Chốt Đất. Gặp bên này là anh Trường và Dũng Chủ đang đánh. Hôm nay thì câu lạc bộ VT6 có hai thành viên lại mới được nghỉ học, mới về quê để nghỉ hè là Minh Béo và Sơn Hòa Bình. Còn không? Vẫn còn, nhưng không thể đưa bóng vào trong sân. Đây là game cho đôi tuyển chung, tạm vươn lên dẫn 3-1. Đội hình ra quân trận này thì về trình thì đôi tuyển chung nhỉnh hơn chút xíu. Vâng, ok chị Bạch Tuyết, đây là một trong hai câu lạc bộ có thể nói là hàng đầu miền Bắc bây giờ. Rất hay hai pha bắn lưới dọc dây của tuyển. Đến đường bắn thứ hai thì đã giành chiến thắng trước cái lưới của chính ngựa. Bóng vẫn còn. Rất tốt. Sơ mắt tốt của Huy Phợ. Ok, hôm nay không bị giật lác là ok rồi. Tiếp tục là cú sơ mát ăn điểm sau Huy Phợ.
Game rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 rồi giao 3-2. Hiện tại góc này không chỉnh được cân nhá, chỉnh cân thì nó chỉ được một cây thôi, bởi vì góc máy không kê được chính giữa sân. Rồi để điều chỉnh lại chút. Ba hai, 15 ra. Tài xác định mỗi một. Ba mới ra. Rồi chính ngựa đã có pha cứu bóng rất hay. Bóng ao. Chính ngựa đã cải thiện trình độ trên lưới đáng kể. Tiên là việc cứu bóng ở trên lưới, thứ hai là chống được pha bắn lưới rất nặng của Trung Tu Minh. 30-15. Hello, chào Trung Khánh Hòa. Trung Hòa thành viên chủ chốt của câu lạc bộ AHI hôm nay chưa thấy có mặt tại sân Võ Thị Sáu. Pha smart không qua lưới rất đáng tiếc đến từ Quy Phở ở vị trí thuận lợi ngay trên đầu lưới. Quy Phở đã đánh lỗi một cú smart không đáng có. Với việc có thêm Trung Khánh Hòa như là Toàn Thế Liêm vừa mới đến câu lạc bộ AHI, đội hình hiện tại thì có thể nói là nhiều cao thủ hơn Võ Thị Sáu, bởi vì Võ Thị Sáu đang vắng mặt hai tay vợt trẻ là Minh Béo và Sơn Hồ Bình, và tới Bắc Giang thì đang gặp chấn thương ở mắt cá chân không thể tham gia thi đấu. Cập nhật tỷ số 4-2. Tiếp tục cập nhật thành viên thì là bên câu lạc bộ AHI thì hiện tại đây thiếu Trung Khánh Hòa và ba anh em họ Lã là Lã Xuân Hậu, Lã Trung Hiếu và Lã Quang Huy. Câu lạc bộ VT6 thì tuyển này xin lỗi, tới Bắc Giang đang gặp chấn thương mắt cá chân và thiếu mất hai thành viên trẻ là Minh Béo và Sơn Hồ Bình. Cú lốp bóng ra ngoài của tuyển.
Chào anh Quỳnh Hoa đến từ câu lạc bộ Ninh Hiệp. Câu lạc bộ Ninh Hiệp hôm nay theo như danh sách là có, nhưng chắc là do đến muộn một chút. Chúng ta có thể quan sát được tới Bắc Giang đang di chuyển với cái chân hơi thì tập tĩnh một chút bởi giải tuần trước ở trận tứ kết thì tới đã gặp chấn thương ở mắt cá chân, hiện tại vẫn chưa thể thi đấu được. Bắn rất mạnh của Trung Tô Mi, bóng lại đi ra ngoài. Tính toán tỷ số cho đôi Huy Trịnh 3-4, đổi dao 4-3. Ra ngoài rồi, 15 dao. Kết thúc bằng cú xe mát điểm ra biên Tommy. Khối 1. Hòa bóng không qua lưới của chính ngựa 40 dao. Rất tốt, cùng và xác định pha sửa mắt không của tuyển bóng đi ra ngoài. Theo quan sát thì bóng có thể ngoài chỉ một phần 2 trái bóng thôi, 40-15. Rất hay. Đại viên đổi dao 5-2 cho đội thì tuyển chung. Ta vừa được chứng kiến pha trả ra bóng bằng cú bét hen rất nặng của Trung Tô Mi, khiến cho pha bóng lên lưới bắt bóng lỗi chính ngựa.
Sơn Mát bóng bay rất sâu từ tuyển đến cho chính ngựa. Sơn Mát phải lỗi, mặc dù lùi 3 bước rồi không thể thực hiện cú Sơn Mát tốt được. Game cho đôi Huy Chính rút ngắn xuống còn 4-5, đổi đao là 5-4. Cú smartphone thứ hai của Trung Tommy chưa thể kết thúc đường bóng được, phải dùng đến 3 cú smartphone thì tuyển có cơ hội để dứt điểm trên lưới. Mười lăm dao 5-4. Bóng vẫn còn, rất hay. Hoan hô cho chính ngựa đã thủ được 3 bóng rồi. Đúng cú sửa mát thứ hai thì tuyển mới có thể dứt điểm được tình huống. 30 giây. Ngay sau trận này thì các bạn đừng rời màn hình, chúng ta tiếp tục ở lại luồng live stream này để tiếp tục theo dõi trận đôi, nhất có thể là ba dứa Việt Sport gặp anh Võ Đang và Diệu Quang. Rất đáng tiếc cho tình huống vừa rồi, Lý Phở đã đưa bóng không qua lưới rồi. Hello, xin chào Tí Minh, một fan cứng của VN Tennis TV, gần như lần live stream nào cũng thấy Tí Minh vào xem. Cập nhật tỷ số 40 giao 5-4. Cú sơ mát tài xác định là bóng đi ra ngoài, tài đã chỉ ra ngoài rồi. Đây là giao lại hai bóng, trọng tài đang chưa tập trung. Rồi thì là phát trả ra bóng có thể là ra ngoài, đã khiến cho Trung Tommy có một chút lưỡng lự. Rồi, 40-15, vẫn còn hai cơ hội liên tiếp để kết thúc trận đấu. Ok, chào chị Bạch Tuyết. Đây là trận đấu kết thúc, 6-4 cho đôi trung tuyển đến từ câu lạc bộ VT6.